Tập 1. Bữa tất niên mọi người ăn gì? Chị gửi cho Ứng Cần bức ảnh của chị. Ứng Cần bảo chị lại béo lên rồi, chết rồi, lần này chết thật rồi. Giờ em chuẩn bị đi ra ngoài cả nhà. Em cảm giác là mẹ em lại bày đặt một hồng môn yến cho em xem mặt. Hồng môn yến cái gì? Sao mà thảm họa thế? Quang quang, thím bảy mợ tám. Thế thì làm sao mà tốt được? Đều là bé ngoan trong mắt của các người lớn. Ở bên cạnh chị con có một đám thanh niên triển vọng rất hiểu lãng mạn, có cần chị giới thiệu cho không? Khúc Tiêu Tiêu chết thì không được bắt nạt Quang Quang, biết chưa? Ngày trước đảo Phuket, Thái Lan. Chào mừng đến Phuket. Cảm ơn. Sawadika. Xin chào. Sao lại ở đây? Chỗ này môi trường tốt, không khí tốt, chủ yếu là tâm trạng sẽ tốt, nghỉ mát. Anh đi theo tôi làm gì? Tiện đường. Quên không bảo em, tôi cũng sống ở đây. Em nói xem, chúng ta có phải là một trong bốn chuyện vui lớn trong đời không? Đừng hiểu lầm nhá, không phải là đêm động phòng qua chút mà là gặp người cũ ở dị hương. Nào, anh cầm giúp cho. Không cần đâu. Không cần. Cảm ơn. Trời nóng như thế này sao cô lại lạnh lùng như vậy? Thật ra cô đối xử tốt với tôi một chút, cô sẽ không chịu thiệt đâu. Tôi thường đến đây, có thứ gì ngon, thứ gì vui tôi đều biết. Tôi có thể làm hướng dẫn cho cô. Nể tình đồng hương, tôi không lấy một đồng nào cả. Anh đừng đi theo tôi không muốn ăn cũng không muốn chơi. Chúng ta ít nhất thì cũng coi như đối tác. Anh không sao chứ?
Có thể không sao chứ. Xem ra không đi được nữa. Anh đừng nói với tôi là anh ra ngoài vội quá nên chưa kịp đặt phòng nhá. Muốn ở chỗ tôi nhá. Không hổ là thiên tài phố Wall trở về, đoán trúng hết rồi. Lý do quá đê tiện rồi. Hello, sir. Xin chào ông. Tôi ở phòng 103. Xin hỏi tối nay còn có phòng trống không? Phòng tiêu chuẩn thì sao? Okay, thank được, cảm you. Ơn. Thế nào, tôi không lừa em chứ? Khách sạn này không có phòng, chỉ còn có khách sạn khác. Nếu như anh đặt không được, tôi có thể bảo quản gia giúp anh được không? Chân của anh đã thế này rồi. Em nhẫn tâm để cho anh lấy hành lý đi ra ngoài tìm phòng khắp nơi sao? Không phải chứ, giám đốc hả? Cầu dựa dẫm, cầu thu nhận, cầu bao dưỡng không? Không phải chứ giám đốc hả? Em chỉ cần giữ anh lại phòng này, có thể anh trả. Ban ngày anh ra ngoài ngắm mặt trời, tối ngủ trên sofa em cứ xem anh như là dụng cụ trong nhà là được chứ không? Cái gì là tha hương có người thân chứ, đều là lừa nhau cả. Năm mới đến, đành lòng mà. Ok, được rồi. Anh nằm sofa, em nằm trong phòng. Anh chỉ hoạt động trong phạm vi em chỉ định, chỉ cần mạo phạm thì em sẽ đuổi anh đi. Biết ngay em lương thiện mà. Cảm ơn. Chân của anh không sao à? Phòng em rộng thế này, đến tối con gái như em không sợ sao? Anh đây là lo cho em. Không phải. Không nhận lòng thành, được thôi. Ngày mai anh đi đi. Người xưa nói sao chứ? Mời đến thì dễ, đuổi đi thì khó. Anh làm gì hả? Em đi đâu thế? Đưa anh đi theo được chứ? Em sẽ bị bỏng nắng đấy. Thế thì không đẹp nữa đâu. Em xem hồ bơi tuyệt biết bao. Wow. Chúng ta đi bơi đi. Anh thử nước giúp em trước. Wow.
Tiểu Mỹ à, hiếm lắm con mới nghỉ được có mấy ngày để mẹ làm cho. Mẹ à, mỗi khi mẹ chăm sóc bố đã đủ vất vả rồi, còn phải nuôi cả Lôi Lôi nữa, con khó khăn lắm mới về nhà. Mẹ nghỉ đi để con. Tiểu Mỹ, anh con vừa gọi điện về, nó cũng trốn đi bao ngày rồi, khổ cũng chịu đủ rồi, tội cũng nhận đủ rồi. Nó bảo mẹ nói với con là sau này nó nhất định nhớ mãi. Con xem Tết năm nay, con để nó về đoàn viên đi, được không? Không phải là con mạnh mẽ, để cho nó về nhà cũng không phải là con nói là được. Nếu anh thấy con nói được thì đã để cho anh về rồi, có người cáo tội anh ấy thì con cũng không quản được. Con không quản nổi đâu, con nói thế vậy rõ ràng là con không giúp anh con rồi. Nếu con không giúp anh ấy, sao anh ấy có thể thoải mái ở bên ngoài như thế? Nhưng đây, được rồi, con làm nốt, mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Một lát nữa là được, có tiền hay không thì vẫn phải ăn Tết. Em thấy tôi phiền thế sao? Bánh ở đây được lắm, bơ ngon lắm. Tôi vào nhà bếp bảo họ làm đấy, lấy ra mang ra đây cho em thử luôn. Em thử xem, không phải là ngày nào cũng ăn được bơ ngon như thế này đâu. Tôi đảm bảo nếu em không ăn, về đến Thượng Hải sẽ hối hận đấy. Yên tâm, tôi không bỏ thuốc vào đây đâu. Nói thật lòng, lớn từ này rồi, lần đầu vô duyên vô cớ bị người ta chê bai, thứ cảm giác này không tốt lắm. Khúc Yêu Tinh đã nói gì với em thế? Ghét tôi vậy cả? Tôi cũng chỉ yêu đương có mấy lần thôi mà, cũng đâu có gì không liên quan đến Tiểu Khúc. Thế sao em lại bài xích tôi thế? Vì em vừa mới chia tay, tâm trạng không tốt. Tôi trước nay không bao giờ liên lạc với bạn gái cũ, nên để lại một chút hồi ức sẽ đẹp hơn. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác vui đi. Tôi luôn thấy khó hiểu một thiên tài như em, tuổi thơ đã trôi qua như thế nào nhỉ? Em không nói, vậy tôi nói. Tuổi thơ của tôi khá thảm, cha tôi luôn tin rằng không đánh không thành tài. Thích nằm ườn, đánh. Thi giám xếp thứ hai, đánh. Trước khi thi đàn, đàn không thuận, đánh. Em nói xem rõ ràng, ông ấy có xe đưa tôi đi học thì có sao, mà cứ bắt tôi phải đi xe đạp, đi những 4-5 tiếng ông ấy mới vui. Có nản không chứ? Tôi nghĩ tuổi thơ của em cũng giống như tôi, không có trò chơi. Sở dĩ em trở thành thiên tài, chúng ta chắc cũng coi như là người đồng đạo. Tôi khác anh, tôi là cô Nhi. Hồi nhỏ không có thời gian rảnh để giải trí. Cô Nhi, anh không biết à? Xem ra Tiểu Khúc vẫn chưa bán đứng tôi quá đáng quá. Em xem chẳng trách. Lần đầu tôi gặp em đã thấy cao không thể với. Quá ra em là đứa con bị người ngoài hành tinh bỏ rơi trên trái đất này, ghê thật đấy. Tay đừng có run run, đừng có mộng du. Đừng để nước mắt rơi theo làn gió.
Rượu uống cạn, hãy đi, không để lại cho sau này. Đừng mãi trốn sâu trong lâu đài. Em đáng được tự do. Em đáng được vui vẻ. Em nên ra ngoài phiêu lãng. Em nên đợi tôi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cẩn thận chút chứ. Đến rồi, bắn pháo hoa rồi. Cho tôi một cái bắn pháo hoa thôi. Nào, qua đây. Sao năm mới, một mình cậu ở đây gửi tin nhắn chẳng ra sao cả. Tệ tôi. Nhìn cái này đi. Không phải là vì người đàn ông lần trước đấy chứ. Khúc Tiểu Tiêu, cậu thật là đón năm mới mà lại mất hồn vì một người đàn ông. Không giống cậu. Tối về nhà không? Nào, không muốn về nhà, năm nào chẳng như vậy. Rõ ràng tôi và anh trai tôi không phải là người một nhà. Cứ đến năm mới là lại tụ họp giả dờ anh em tốt. Mệt chết đi được. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tối nay xong việc không được đi đâu cả. Đến nhà tôi quẩy, được đấy. Mami, Daddy, nhìn ở đây. 1, 2, 3. Loại nào? 1, 2, 3. Đăng lên mạng. Thật là bây giờ cái gì cũng đăng lên mạng xã hội. Được rồi. Thịt, rửa tay đi. Dân, con đi rửa tay. Con bé này. Năm mới vui vẻ. Quánh, ngày mai đi siêu thị. Con bé này nghịch ngợm quá. Chúng ta hát đi, nhảy đi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ồn ào. Ngon quá mẹ ơi, cái này này, đừng ăn nữa. Con hết rồi, lát nữa biết ăn cái gì. Từ nhỏ đã ăn bên nồi như vậy rồi. Để nó ăn đi, thật là chỉ ông mới chiều nó vậy thôi. Ngon không? Quánh, con nói tiệm gì đó trên mạng. Một mình con quản lý à? Cửa hàng trên mạng ấy đó là ý tưởng của con giám đốc để cho con toàn quyền xử lý. Đừng nhìn nó nhỏ. 2 tháng thôi đã bán được mấy trăm cái túi ấy. Vì điều này mà ông chủ đã thưởng cho con mọi người đón xem là bao nhiêu? 5.000. 5.000 à? Nhiều thế. Lão khu quánh nhà ta trưởng thành rồi. Tiền thưởng còn cao hơn tiền lương 1 tháng của chúng ta nữa. Đúng đó. Người đến chỗ cao nước chảy về chỗ trũng mà. Quánh thì nên ở những nơi lớn như Thượng Hải. Cứ ở nơi nhỏ này thì làm được cái trò trống gì. Đúng đó. Ai vậy? Gọi điện cho mình. Lão Khu, điện thoại gì mà phải giấu chúng ta vậy? Không phải là yêu đương đó chứ? Không đâu. Chuyện lần trước Tiểu Quang nói rồi. Quánh không sai. Là tên kia không tốt. Quánh là đứa hiểu chuyện. Với lại từ bé đến lớn con bé đều là đứa thẳng thắn. Thật muốn yêu cũng có thể giấu chúng ta sao? Cũng đúng. Tôi cũng sợ là con gái chúng ta ngây thơ quá, sẽ bị lừa gạt thôi. Lừa gạt gì? Làm gì thế? Làm ơn, làm cơm đi. Cái đó lừa gạt gì hả?
Alo. Không phải đã nói là mấy ngày này bớt điện thoại sao? Nhưng mà anh nhớ em mà, rất muốn gặp em, cũng muốn nghe tiếng của em. Em đang làm gì thế? Không có gì, nằm thôi. Giữa ban ngày sao em lại nằm chứ? Bệnh rồi sao? Vẫn ổn. Em đừng giấu nữa. Sắp qua năm mới rồi, những thứ gì mà làm việc giúp việc, mọi người đều sắp đón năm mới rồi. Nhà em phải làm cơm tất niên rồi, lại còn phải hầu hạ người bệnh nè. Em thế này, em đợi đấy, anh sẽ sang đó giúp em. Anh đừng đến. Em phải nhân lúc này chữa cái bệnh mà mọi người đều muốn em bỏ. Anh mà đến, em sẽ bể chuyện đấy. Có thể thành công sao? Các người đã giúp em rất nhiều rồi, còn lại để em tự mình cố gắng. Được rồi, cúp máy nha. Cười đi. Sao mà hôm nay đã mua lễ cho năm mới rồi? Không phải là qua giao thừa mới đi sao? Sao mà giao thừa dì Trương của con phải đi thăm họ hàng? Hôm nay đi tặng là vừa hay. Hơn nữa tặng xong thì nhà chúng ta có thể yên tâm đi thăm họ hàng. Mau đi nào. Con cười lên cho mẹ. Phải giữ nụ cười, có nghe thấy không? Tự lấy là được rồi. Như người nhà thôi, đừng khách sáo. Mẹ Quang Quang, Quang Quang giỏi thật đấy. Một mình ở Thượng Hải, tự đứng bằng chân của mình lập nghiệp. Vợ chồng hai người thật là có phúc quá. Bà quá khen rồi. Bà xem con gái nhà của chúng ta, con trai nhà mình không biết đã nói với nó bao nhiêu lần, bảo nó về sớm vài ngày, nó nói là nó quản lý không rời đi được. Giờ còn đang kẹt xe ở trên đường, tôi thấy là không kịp bữa cơm tối này rồi. Vẫn là con gái tốt, con trai tốt mà. Nói gì thì có sự nghiệp, bận nhiều là tốt, có đúng không? Xem con người ta, vừa hiểu chuyện vừa ân cần. Có phải đã chính thức tăng lương rồi phải không? Đúng là có bản lĩnh. Tôi mà sinh một đứa con gái như thế hả? Thật sự sẽ phải lên núi tạ thần tiên ý. Xem chị nói kìa, nói không sai đâu. Andy, cảnh sắc đẹp quá. Em không phải quỷ hút máu thì dậy ngắm mặt trời đi. Chúng ta đi dạo rồi ăn gì đi, tôi đói lắm rồi. Andy, chúng ta tốt xấu gì cũng đến Thái rồi, ăn chút món Thái đi. Trời xanh thế này, em định phụ lòng ông trời sao? Chào anh, bữa sáng của anh. Xin lỗi, tôi không gọi gì cả. Ok. Tôi gọi. Trời đẹp thế này, cảnh đẹp thế này, em định gọi bữa ăn sáng luôn sao? Chúng ta ra ngoài đi dạo đi có được không? Em gọi một phần thôi, ích kỷ thế. Vậy của tôi thì sao? Anh ra ngoài ăn, ra ngoài chơi, ra ngoài tìm nhà. Vậy còn em? Tôi ăn xong sẽ ngủ tiếp. Em đã ngủ 20 tiếng rồi, vẫn ngủ nữa sao? Em thấy thế này được không? Em biết đạp xe không? Hai ta đạp xe ra ngoài, đi dạo quanh bờ biển tắm nắng ngâm nước, ngắm những chú cá nhỏ, xây lâu đài cát đẹp đẽ biết bao. Không. Không, em không định để tôi chuyển đi à? Nếu mà em định để tôi chuyển đi ra ngoài,
Andy, chị nghĩ thế nào? Cũng được. Anh biết em cũng không yêu cầu gì cao lắm, nhưng mà việc phiền muộn duy nhất là khách hàng của chúng ta, Tiểu Bao Tổng đã đến Phuket. Ở lì chỗ em không đi. Tiểu Bao Tổng, Bao Dịch Phàm mà. Cái tên này đúng là tràn trề tinh lực. Có ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của em hay không, hay là anh gọi điện cho anh ta đi? Không cần đâu, em tự xử lý được. Em xử lý. Theo như những gì anh hiểu về em, những chuyện này em kém nhất đấy. Thật ra mặc dù anh ta có gây chuyện, nhưng em bảo anh ta tránh xa ra, anh ta vẫn nghe lời lắm. Hơn nữa anh ta là khách hàng, em cũng không muốn làm căng quá. Anh hiểu rồi. Xem ra cái kiểu trêu đùa này cũng không phải là quá đáng ghét. Được thôi, vậy em cứ liệu mà làm đi. Em cũng nên rèn luyện xử lý mấy tình huống của Trần Giang này rồi. Nhưng mà phải nói trước, nếu có gì khó khăn thì vẫn phải gọi điện cho anh đấy. Được thôi, cảm ơn anh, lúc nào cũng giúp em. Khách sáo nha, không nói danh nữa nha. Muộn nữa thì em hết đồ ăn đấy. Bye bye. Bye. Ai cho anh ăn đồ của tôi? Em định ru rú ở trong khách sạn thật à? Khác gì với ngồi tù chứ? Em nhận lời ra ngoài đi dạo với tôi sẽ cho em ăn. Anh nghĩ khách sạn chỉ có một suất này thôi à? Em nói thì cũng phải. Nhưng thứ nhất, dù em có gọi đồ, cũng không thể ăn ngay được. Thứ hai là em gọi bao nhiêu, anh ăn bấy nhiêu. Dù anh có ăn vỡ cả bụng, cũng phải ăn hết sạch. Bao Dịch Phàm, anh muốn làm gì thế hả? Mango 沙巴巴迪亚阳光热辣辣香巴啤酒花风景美如画夜市下海鲜家泳池趴嘟嘟嘟嘟干嘛干嘛呀咖喱咖喱心情一家咖喱咖喱啦咖喱咖喱香蕉木瓜榴莲臭臭配香茶Mango 沙巴巴迪亚阳光热辣辣香瓜啤酒花风景美如画夜市下海鲜家泳池趴嘟嘟嘟嘟干嘛干嘛呀咖喱咖喱心情一家咖喱咖喱啦咖喱咖喱香蕉木瓜榴莲臭臭配香茶Cảm ơn, uống nhiều chút. Anh nhớ em lắm. Hận không thể gặp em ngay. Bác Xuyên à, đến con rồi đó. Bác Xuyên, vâng, đến ngay đây ạ. Anh không nói nữa nhé. Tết năm nay họ hàng đều đến nhà anh. Chú anh kêu anh đi đánh bài. Được rồi, bye bye. Ăn nhiều chút nhé. Ăn nhiều chút. Đi lấy canh.
Nào đến ngay, đi lấy canh. Nào, nào. Mẹ. Năm mới rồi. Chúc mẹ sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Năm mới vui vẻ. Được, được. Chúng ta ăn trước. Lát nữa hãy đến ba con. Ăn đi, ăn nhiều vào. Lôi Lôi, Lôi Lôi, ăn cơm thôi. Nào, chúc Tết cô nào. Nói, cô năm mới vui vẻ. Cô năm mới vui vẻ. Tự mình giữ, không được đưa cho ba. Nào, ăn cơm. Nào, mẹ nếm thử cá. Con ăn đi, con ăn đi. Nào, nào thử đi. Tay nghề của tôi. Ai chọc em rồi? Không có mà. Anh có thể tin không? Anh có từng trải qua một loại tình cảm hai người rõ ràng rất yêu nhau
Nhưng không thể ở bên nhau. Ở bên nhau chỉ làm đối phương càng đau khổ. Chỉ vì chỉ có chia tay mới là lựa chọn tốt nhất cho đối phương. Tình khốn kiếp nào nói thế với em lời này? Vậy rõ ràng là không yêu em rồi. Vậy còn cùng tên bệnh đó để kết hôn làm gì? Chỉ cần có lòng có vất vả gì không vượt qua được. Đúng, đương nhiên là có những người vào lúc chia tay thì nói khó khăn của mình lớn lao vô cùng, để lưu lại con đường cuối cùng cho mình. Vì sao chứ? Dễ để quay lại. Nhìn ra không nào, loại người này khốn nạn biết bao. Em nói cho tôi biết đi, tôi thay em xử hắn. Ai thế? Em. Có thể làm ra việc như thế, còn làm ra vẻ mặt vô tội. Hay thật, tôi thật xem thường em rồi. Đương nhiên, lời vừa nãy nói đều là nói thế thôi. Tôi đối với em không ra tay được. Tôi có lý do của tôi. Anh quen nhiều bạn gái thế, vậy anh có phải là siêu cấp khốn nạn không? Anh quen nào có nhiều. Cái đó lời này nói sao nhỉ? Em nói đi, con gái nhà người ta yêu anh. Nếu tôi từ chối, vậy có nghĩa là tổn thương. Chuyện không có tình người như thế tôi có làm được không? Không thể nào. Đùa thôi mà. Nhưng mà tôi quả thật là không làm gì cả. Tuyệt đối đừng tin mấy lời đồn thổi giang hồ. Lời đồn cấm với người tri thức. Em xem, người con gái tôi nhắm tưởng tôi là công tử đào hoa quan uổng cho tôi biết bao. Thế nên ý anh là tôi chia tay với anh ấy là bởi vì tôi không yêu anh ấy sao? Giữa chúng tôi không có vấn đề gì về việc yêu hay là không yêu. Là tôi quá thẳng thắn với anh ấy. Mọi thứ em có đều bộc lộ hết cho anh ta. Thế nên hai người không vui vẻ đúng không? Sao anh biết? Không phải em nói tôi cực kỳ khốn nạn sao? Chuyện yêu đương đâu có phức tạp như thế. Vấn đề của em là do em nghĩ quá nhiều. Em phải quẳng hết mấy cái thứ ba linh tinh đó đi, mở mắt ra mà ngắm nhìn thế giới này. Đẹp lắm đó. Chuyện yêu đương phải đi theo cảm giác. Ví dụ cảm giác của em với tôi như thế nào? Cảm giác rất phiền. Phiền là đúng rồi. Chứng tỏ em không ghét. Thật ra em sợ. Sợ gì? Sợ rằng em sẽ thích tôi. Thậm chí là sẽ yêu tôi không có cách nào để thoát khỏi. Đương nhiên chúng ta đều là phàm phu tục tử. Cái này mà có gặp thì cũng khó tránh mà. Em yên tâm, tôi sẽ nương tay với em đúng chứ? Năm mới vui vẻ. Bao dịch phàm, mau qua đây. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Em đi. Tôi năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Em nhớ anh.